Rồi bên tay trái là cư xá Lữ Gia nè. Nơi đây là trong cái cư xá Lữ Gia này hồi xưa là có nhà của đô trưởng đô thành Đỗ Kiến Nhiễu đó bà con. Bây giờ ba mẹ con không dám kể nhiều chứ hồi mà nhớ lại cách đây mà khoảng 5-6 năm về trước á, lúc mà ba mẹ con mới làm video á, xin thưa bà con bác là tới đây là bắt đầu ba mẹ con sẽ ngứa miệng, ba mẹ con kể cho bà con bác nghe về bác Nhiễu, bác Minh Đờn nè, Trung tướng Minh đó à. Nhưng mà giờ ba mẹ con không dám kể nữa. Hồi đó lúc ba mẹ còn mới làm video á, trời ơi, thân thế gia đình có cái gì cái kê cay ra hết. Đó, đâu có sợ đâu bà. Mình bao nhiêu tuổi rồi, gia đình mình rồi, gốc gác sao cái ngồi kể trơn. Rồi chúng ta qua đây là con đường này, đường Tuấn Thành. Đấy, ba mẹ cầu lúc đó, cái thời điểm đó, cái ba mẹ cầu làm cái trời ơi, gia đình ba mẹ cầu hồi xưa gấp gáp sao rồi có gì cả trơn. Cái xong trời ơi, gia đình của ba mẹ cầu bình tĩnh, điện thoại về chửi ba mấy cầu quá trời luôn. Bên tay phải này có làng biệt thự Sài Gòn rồi đó. Đây đây á, là hồi xưa trước năm 75 á, đó là có một cái gọi là cái gì ta, trung tâm chiêu hội đó đó. Rồi bên đây là trường Đại học Bách Khoa. Rồi cái tòa nhà chung cư đây nè bà con. Nơi đây hồi xưa là tổng kho quân dược nè bà con. Đây là tổng kho quân dược. Bây giờ đây là một cái tòa nhà building 100 gì hả? Kingdom 101 chứ không phải 100 nữa, 101. Nhưng mà sao phía trước cổng nhìn thấy nó ghê quá ha. Bà con bác thấy không? Trước cổng thấy nó tàn tạ quá ha. Cái này là cái bộ mặt nữa, nó phải làm cái cổng sao chứ sao thấy cái cổng này thấy nó xấu quá. Rồi trước mặt thì có quán bia nè, à, không phải quán cà phê. Wow, quán cà phê làm cũng bự ha, cũng đẹp ha. Cà phê Bistro nè, Kingdom. Cái căn hộ ở đây chắc ba mẹ còn nghĩ chắc cũng phải 4-5 tỷ một căn đó chứ không ít đâu. Thấy nó thuộc dạng cao cấp á bà con, bác nhìn những cái tấm kiến của nó kìa, kiến phủ hết nguyên toàn bộ cái căn nhà luôn. Bình thường là người ta làm cái kiến ở chỗ phòng cửa sổ nó bự thôi là đã thấy là ngon lành rồi đó, nhưng mà ba mẹ còn nhìn thấy cái căn, những cái căn nhà ở đây là nó bao hết luôn, là thay vì nó làm bằng tường giờ làm bằng kính cường lực đó bà con. Là cái chung hộ căn hộ ở đây là có cái view vậy, là nó thuộc dạng là cao cấp á. Thay vì dùng gạch đá xi măng cho nó rẻ, giờ dùng kính cường lực. Rồi mình qua bên đây nè, bên tay trái bà Michael, đây có cái làng nướng Nam Bộ nè bà con. Nơi đây hồi xưa là tổng cục quân tiếp vụ á.
đi xuống tới đây, con đường này đường Sư Vạn Hạnh. Con đường Sư Vạn Hạnh này là hồi xưa là cái mặt này là cổng trại của quân tích quân cụ. À, trại quân cụ, trại Nguyễn Trung Trực các bà con. Bà con cô bác có biết được cái bên cái chỗ mà Bixi này nè bà con, hồi xưa trước năm 75 nó là cái gì không bà con? Đúng là chạy lính luôn á mà ba mẹ còn không biết hồi xưa nó là cái gì. Rồi bên tay trái ba mẹ còn đây nè, hồi xưa đó là trung tâm 3 đơn vị 3 trung tâm quản trị trung ương đó bà hả? Trung tâm 3, đơn vị quản trị trung ương, trực thuộc Bộ Quốc phòng á. Còn cái cổng này là hồi xưa đi vô chạy gia binh của trại Đào Bá Phước nè. Trại Đào Bá Phước á là hồi đó là trại của biệt động quân nha bà con. Nơi đây người ta gọi là Bộ Tư lệnh biệt động quân á, là đóng đây. Đó, còn bên đây là đơn vị 3, trung tâm 3, đơn vị quản trị trung ương. À, giải quyết tất cả những cái vấn đề về lính xuất ngũ, nhập ngũ hay là chính sách gì đó của lính á, nằm đó của quân khu 3 luôn á nha. À, bên phải là trại Đào Bá Phước của biệt động quân. À, trước khi mà biệt động quân đóng ở đây á, là nơi đây là tiền thân của sư đoàn 18 bộ binh. Lúc đó là còn mang danh là sư đoàn 10 á, sư đoàn 10 bộ binh. Là đó là đóng ở đây. Sau này cải danh lại là sư đoàn 18 bộ binh. Nè, ở đây có cái miếu tiên sư nè. À, mình đang đi trong đây là cái đất của trại Đào Bá Phước năm xưa rồi con. Nơi đây là đủ sức chứa một trung đoàn. À, hồi xưa lúc mà còn sư đoàn 10 á, hình như là ở đây là đóng của trung đoàn 50 á. 52 là ở cổng. À, nói chung là sư đoàn này có 3 cái trung đoàn. Thì ba mày còn nhớ là lúc đó có một trung đoàn đóng ở Sài Gòn và 2 trung đoàn đóng ở ngay chỗ mà Cẩm Mỹ nè, rồi cái vùng biệt Long Khánh đó bà con. Đó. Dọc kéo dài luôn cho đến Xuyên Mộc. Thì sư đoàn người thì có 3 trung đoàn, một trung đoàn đóng ngay tại đây nè. Đó, cái miếu phòng tập thể dục đó là miếu tiên sư á. Vào những cái dịp mà lễ lớn, lễ rằm tháng 7 á, là ở đó cúng lớn lắm. Con đường này nè, bây giờ ba mày còn mà quẹo phải á là mình sẽ đi về trại giam Chí Hòa, đường Hòa Hưng á. Giờ ba mày còn quẹo trái ra lại đường Tô Hữu Thành ha. Công nhận ha, ở Việt Nam mình là chợ có mặt ở khắp nơi, trong hẻm lớn tới hẻm nhỏ, trong hẻm sâu đến hẻm xa, nơi nào là có người ở là nơi đó có chợ, có bán đồ ăn, buôn bán. Chứ không hồi đó là người ta cần mặt tiền ha, nhà mặt tiền, giờ đâu cần nhà mặt tiền đâu, nhà trong hẻm cũng có thể mở ra buôn bán được. Mình ra đây là đường Tô Hữu Thành.
À, tới đây là mình tới đây là người ta gọi là chợ Chí Hòa này bà. Ở đây có một cái trường tiểu học Tân Thành này bà. Trường này là của bên Công giáo. Các cô chú anh chị và các bạn có biết được là cái ngôi trường này hồi xưa trước năm 75 tên là gì không á? Trường Tân Thành nè. Còn này nhà thờ này nhà thờ Hòa Hưng nè. Xin thưa bà con cô bác á, là giáo dân ở góc Hòa Hưng này là họ có từ đời xưa lắm rồi nha bà con. Có thể là từ thời mà miền người Bắc chưa di cư vào miền Nam luôn á. Đây là một trong những cái giáo dân mà lâu đời á, khoảng thập niên 40 á. Thời điểm đó là các giáo dân ở đây mà mỗi lần muốn đi lễ nhà thờ á, là phải đi rất là xa. Là đi bộ lên tới ngay chỗ nhà thờ Chí Hòa đó để đi. Rồi sau này do đi xa quá cho nên là cuối cùng là cất được cái nhà nguyện ở đây. Và thỉnh mời cha xứ ở giáo xứ Chí Hòa đó về đây. Rồi dần dần bắt đầu mới xây dựng nên được cái giáo xứ bây giờ đó bà con, giáo xứ Hòa Hưng đó. Ba mày còn nhớ là vậy mà không biết đúng không nha, nếu mà ba mày còn có nói sai chỗ nào bà con quát sửa lại giúp. Rồi hôm bữa thấy nhà thờ Chí Hòa ở bên cái chợ Chí Hòa, giờ cái bảng này nó che mất tên chợ luôn rồi. Rồi xin thưa bà con bác, nơi đây người ta gọi đó là ngã ba Hòa Hưng. Giờ mình đi đâu ta, ra Sài Gòn hay lên ông Tạ? Ba mày gồm phân dân quá. Ở đây là ngã ba Tô Hiến Thành chứ không phải ngã ba Hòa Hưng nha bà con. Bà con có bác muốn ba mày gồm chạy đâu đây? Trước mặt là Việt Thương ha. Hơi lâu rồi mình chưa lên ông Tạ, giờ mình lên dạo lên vòng ông Tạ cũng được. Phân dân quá, không biết đi lên ông Tạ hay là đi về Sài Gòn. Sài Gòn như mới đi hôm qua. À, ở đây bên đây thì là chợ, này là chợ Hòa Hưng. Khu này là khu Hòa Hưng ha, đây là cống Bà Xếp. Đây là chợ Hòa Hưng nữa. Góc chợ Đô Thành Sì A Pắc. Con đường này là con đường Đỗ Thị Lời rồi mà. Con đường này hồi xưa là đường Trần Văn Đang. Trước năm 1975 đó, ở khu cống Bà Xếp này có một cái đường Trần Văn Đang, đó là đường Hoàng Đạo nha bà con. Không biết có các cô chú anh chị và các bạn có biết là Hoàng Đạo là ai không bà con? Bà con cô bác nào có biết không Hoàng Đạo là ai, bà con cô bác chia sẻ giúp ba mày rồi chứ. Đây có chung cư 599.
ở đây có kinh thánh, tin lành, đền thờ Đức Lý Triều Quốc Sư, cũng cổ lắm nha bà con. Bà mẹ còn thấy kiến trúc này thấy có vẻ cổ quá. Nơi đây là toàn bộ mấy cái căn nhà này hồi xưa đó là đất của nghĩa trang đô thành Sài Gòn đó bà con. Bên đây phải bà mày gọi đây có cái chung cư nè. Chung cư này hồi xưa đó là trại Nguyễn Trung Hiếu. Trại này là tiểu đoàn 1 nhảy dù. Trại Nguyễn Trung Hiếu đóng ở Cống Bà Xếp, Hòa Hưng. Trường mầm non cao cấp Sài Gòn nè. Lẩu bò Thiên Kim. Chúng ta đang đi. Chứ phía sau này nó có một cái nhà máy gì nữa hả ta? Xin thưa bà con quá. Cái nhà ga đó bà con. Cái sửa ga đường sắt ở nơi đây là. Bởi vậy người ta nói là có địa danh Cống Bà Xếp ở đây nè. Đây, bên tay phải ba mươi cầu đây là cái nơi mà sửa chữa mà mấy cái ga tàu sắt, ga tàu hỏa bà con. Đó, bên tay phải nè. Vậy là hồi hàng chi người ta mới nói hồi xưa. Ôi trời, đụng đường luôn rồi. Ngã tường hả? Lỗ bò Thiên Kim cuối đường. Cho nên người ta hồi xưa người ta mới nói là cái gì tiểu đoàn 1 dãy dù này là đóng tại Cống Bà Xếp á, là ở đây nè. Thì ra là vậy. Đây có công viên nè. Đây có đại học FPT. Rồi thôi, chắc ba mẹ con xin chào tạm biệt tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.